khát vọng vươn tới đỉnh cao. Những khó khăn ta vượt qua với chuyên môn năng lực cao. Bao năm qua vươn bước tự hào thăng tiến thành công. Nhờ ông tin ngoảnh ta phát huy tinh thần năng động. Và tên bên nhau ta phát triển bền vững thành công. Những chung cư bao dự án đã vươn lên đô thị mới. Luôn luôn ta mang đến hài lòng biết bao khách hàng. Đạo đức kinh doanh là uy tín kinh doanh. Với phương châm cao kề hài lòng đối tác đầu tư. Bằng tiềm năng tài chính nguồn nhân lực chuyên môn. Tiềm anh luôn phân phối đáp ứng khắp nơi nhu cầu. Tiềm anh xây ước mơ cho mọi gia đình. Đời sống nâng cao bao giá trị lợi ích về lâu. Những villa đô thị xanh sống an cư xây hạnh phúc là khát vọng vươn tới tự hào để hấp thêm mới. Là khát vọng vươn tới tự hào để hấp thêm mới. Là khát vọng vươn tới tự hào để hấp thêm mới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vẫn biết được đến với công ty Kim Oanh là đến với một đại chúng có rất là nhiều con người nhiệt huyết từ nhiều tỉnh thành trong miền đất nước Việt Nam thân yêu, nhiều tôn giáo khác nhau và có thể là không tôn giáo. Nhưng xin các vị cũng sẽ rất là hoan hỷ cho Sư vì Sư được đến đây cũng là đi ra từ ngôi nhà Phật Pháp. Vì vậy, trước khi được nói chuyện với các vị và được sự gia trì của Tam Bảo, xin tất cả các vị cùng với Sư ngồi tại chỗ chắp tay và mình cùng niệm danh hiệu Đức Phật với Sư. Xin cảm ơn các vị rất nhiều. Còn những ai là những tôn giáo khác thì chúng ta cùng với Sư cầu nguyện vị Thầy, vị Thượng Đế của mình để cũng gia trì những điều tốt lành nhất trong ngày họp mặt đầu xuân của công ty Địa ốc Kim Oanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và cho một tràng pháo tay trong cuộc họp mặt đầm ấm đầu năm hôm nay. A Di Đà Phật có lẽ là giống như một cái truyền thống rồi. Cứ đến sau những ngày Tết, bắt đầu qua mùng 10, đã, rồi 11, rồi lại 12, thì lại Sư lại nghĩ rằng một trong những cái công ty mà có thể nói là một cái liên hiệp các công ty, phải chưa nào, một tập đoàn rất là hùng mạnh. Những lời chân tình thương mến có thể nói rằng công ty Địa ốc Kim Oanh đã làm cho chúng con ngưỡng mộ. Nhưng nói như vậy không phải là công ty nào cũng có thể làm được. Trong năm vừa qua, một công ty giấy Sài Gòn đã đi theo mô hình công ty Địa ốc Kim Oanh, mà trong khi công ty giấy Sài Gòn dàn cán bộ công nhân viên chức 3/4 là tín hữu Kitô giáo, vẫn mời Sư đến để nói chuyện. Bởi vì đã đến lúc này thì các ta cảm nhận rằng không phải là vấn đề là tôn giáo, vấn đề không phải là sự phân biệt vùng miền, giai cấp, giàu nghèo trong xã hội, mà đã đến lúc chúng ta phải hiểu lời Đức Phật dạy. Tình yêu thương và trí tuệ sẽ chan hòa, sẽ đó là động lực sống cho tất cả nhân loại trong cuộc đời. Và đặc biệt là đối với đất nước Việt Nam của chúng ta
nhân dịp đầu xuân mới. Và trước khi chúng ta nói chuyện đầu năm thì cho sư Hương Nhũ có vài lời gọi là cảm tưởng của mình khi bước về công ty Địa ốc Kim Oanh lần thứ ba. Và mới nói với anh Thuận và chị Kim Oanh, bây giờ thì đẹp hơn rất nhiều, hùng mạnh hơn rất nhiều. Màu sắc, màu cam vẫn là màu chủ động, màu sinh động, màu của năng lượng, của sự sống. Nhưng có một điều rất đặc biệt, màu cam cũng là màu từ bi của thánh nhân. Cho nên khi Kim Oanh chọn màu cam thì tự nhiên sự phát triển của Kim Oanh, màu cam trên từng chai nước, phải không? Từng cái bao thư lì xì, từng cái khăn lau mặt, từng chiếc áo các vị mặc, và trên những màu sắc của Kim Oanh trên mọi miền đất nước, màu cam vẫn là màu chủ động. Thì đó là màu từ bi của thánh nhân, màu của tình yêu thương. Do nên tất cả sự phát triển của Kim Oanh sẽ cũng là một sự phát triển đi với tình thương, đi với lợi ích chung của nhân loại, điển hình qua những cái công việc thiện nguyện mà Kim Oanh đã làm trên mọi miền đất nước, mà điển hình qua huân chương lao động hạng 3 và 2 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và các bằng khen của tất cả mọi tỉnh thành rất nhiều. Riêng chùa Thiên Quang trong cái năm 2017 cũng phải là trân trọng gửi tặng công ty Địa ốc Kim Oanh 2 bằng công đức rất lớn. Một bằng công đức là quan tâm đến đời sống của những người khuyết tật, khiếm thị. Một lần mà Kim Oanh đến là mấy trăm phần quà, chứ không có bao giờ mà vài mươi phần, mà mấy trăm phần toàn là người mù. Và sắp tới đây sẽ có một chương trình gần 1.000 người mù. Thì Kim Oanh và công ty của Hoàng Hiệp đó là cũng sẽ nói rằng Hứa Khả sẽ tặng những phần quà tình thương đến cho những người mù, rồi vùng sâu, vùng xa, rồi biên giới, hải đảo. Và sư nói rằng chọn cái màu cam cũng thật là ý nghĩa, bởi vì đó chính là màu từ bi, màu năng lượng sống của cuộc đời. Xin cảm ơn các vị. Rồi bên cạnh đó, trong cái dòng phát triển của Kim Oanh, bây giờ đã có đến 4 công ty khác rất là mạnh cũng đã hình thành và phát triển. Công ty Kim Oanh thì còn có công ty Thuận Lợi, An Phước, Phú Thuận Lợi và mười mấy công ty nhỏ khác nữa. Với số lượng cả ngàn công nhân viên như thế này, và ánh mắt nụ cười của các vị chính là mùa xuân. Bởi vì sao? Một năm bắt đầu từ mùa xuân, một đời bắt đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Đến với Kim Oanh, tôi cảm nhận cái sức sống mùa xuân của xã hội tràn ngập khắp cả đất trời. Thưa các vị, một điều nữa muốn trao đổi với các bạn, trong lời phát biểu của giám đốc Kim Oanh, nó cũng có cái gì đó sâu lắng hơn, nó đầy đủ ý nghĩa, nó gọn gàng hơn những năm trước rất nhiều. Có thể nói là giám đốc chúng ta bây giờ lên đô rồi, có phải vậy không ạ? Nếu mà Kim Oanh lên đô thì chủ tịch tập đoàn các vị biết sư đến đây sư khen chủ tịch tập đoàn các vị cái gì không? Anh Thuận ạ, sư không hỏi về sự phát triển của Kim Oanh vì nó là tất nhiên. Nhưng sư thấy theo thời gian 5 tháng kể từ khi anh Thuận thấm sâu vào trong cái những lời dạy của Phật, một cái điều mà sư cảm nhận là cái sự tu với chữ nhẫn thì anh Thuận đang làm và đang thực hiện, để cho sư phải ngưỡng mộ cả hai vợ chồng hướng đến những cái công việc liên quan đến hàng ngàn gia đình của con người, biết bao nhiêu cuộc sống trong xã hội của chúng ta, và tâm đức vẫn là cái chánh mà vợ chồng Nguyễn Thuận Kim Oanh hướng đến. Cho nên hôm nay sư cũng xin có lời tán thán A Di Đà Phật. Kim Oanh nói có phải hôm nay sư khởi hành đầu tiên không? Dạ đúng. Pháp thoại đầu tiên thì sư mới giảng ngày mùng 10 cho gần 500 người mù. Đầu năm là họ đã về rồi, phải không nào? Họ chúc Tết sư đông quá thì thôi làm luôn một cái ngày pháp thoại đầu xuân. Và cái yêu cầu đối với họ là nghe thì vỗ tay cho lớn. Bởi vì sao? Bởi vì họ mù mà. Cho nên họ cứ nhắm mắt như vậy, mình không biết họ là đang nghe hay là đang ngủ. Cho nên cứ chốc chốc là cặt một cái là phải vỗ tay để mà tránh tình trạng ngủ gật.
Và hy vọng rằng công ty Kim Oanh thì lúc nào cũng với tinh thần là sao? Yêu đời và sống động, nhiệt huyết, nhất là trong những thời pháp thoại ý nghĩa đầu năm. Nhớ lại năm ngoái mình dạng một bài pháp, không biết các bạn còn nhớ không? Hãy làm trước khi quá muộn. Hãy làm đi, đừng để đến khi hiểu ra là quá muộn màng. Chẳng lẽ đầu xuân mình nói những điều gì mà không hay? Nhưng mà đạo Phật nói lên chân lý của cuộc đời, mà chân lý của cuộc đời thì phải chấp nhận sự vô thường. Cho nên nhạc sĩ Giác An mới có một cái bài hát Hôm nay mùa xuân sao lá rơi, rơi nhiều thế. Hôm nay vì đâu bao cánh hoa lại tàn úa, bừng minh hoa sương sớm khoe màu, chiều xuống đã sớm tàn sắc hương. Ngay cái ngày đầu năm mới, sư phải nhắc các vị hai chữ vô thường để làm tất cả những gì có thể làm trước khi nó đã muộn. Nội trong cái mùa xuân năm nay, nói là hôm nay đúng là xuất hành để đi giảng đây, nhưng mà không phải đầu tiên, ngày đầu tiên đi ra đường. Mùng 7 Tết đã đi ra đường, đầu tiên đi đám ma. Kế đến mùng 9 lại đi ra đường, lại lễ tang. Mà lễ tang không phải cho một người, mà trong một lễ tang đến 4 người mất một lần bởi tai nạn. Như vậy chúng ta thấy cuộc sống này, cái sự vô thường đó, cái mong manh của thân xác con người đó, nó là quy luật. Mà khi Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề, bài pháp đầu tiên Ngài đã nói lên chân lý của cuộc đời, bản chất cuộc sống. Nếu mình không am tường nó, mình sẽ thấy rất khổ đau. Nhưng vì chúng ta am tường, chúng ta phải hiểu, cho nên chúng ta có một cái nụ cười rạng rỡ. Cũng giống như cái sức sống của Kim Oanh cho đến hôm nay là chúng ta như thế nào? Đi lên vượt khó, chứ không có ai mà tự nhiên đem thành tựu cho chúng ta. Phải là những cái sự phấn đấu đi lên và vượt khó. Vì vậy, để có một cái ngày họp mặt trọn vẹn là nó phải có cái duyên. Bởi vì đúng ra là sáng hôm nay, ngày 12 âm lịch, là sư Dũng sẽ phải đi Châu Đốc, mà sẽ đến tặng quà cho chùa Đức Linh mà ni sư Như Hạnh trụ trì. Vậy mà đến mùng 10 mới nhận được là điện thoại sếp Kim Oanh: sư ơi, con biết sư rất bận, nhưng mà khi con nói anh em tập họp lại nhận lộc đầu xuân và rút thăm trúng thưởng, đúng rồi, thì các em nó hỏi con rằng có sư đến nói chuyện không. Mình nghe Kim Oanh nói có chừng đó cái mình cảm động, mình phải gọi cho sư Hạnh, mình khen sổ sư Hạnh luôn: sư ơi, không phải là mình quý Kim Oanh hơn sư Hạnh, nhưng mà Phật tử dưới đó không có mình cũng còn có sư Hạnh. Còn công ty địa ốc Kim Oanh một năm rồi mới gặp lại một lần. Mà các bạn nói với sếp rằng: sếp ơi, họp mặt đầu năm có sư không? Nhận lộc, nhận thưởng cũng vui, mà có sư có lẽ là vui hơn. Bởi vì là năng lượng yêu thương của chúng ta sẽ được thắp sáng từ ban giám đốc, ban lãnh đạo của công ty, và sư thì đem tình thương của Đức Phật, của chư Bồ Tát, của những vị thánh hiền đến cho tất cả anh chị em, gia đình của các vị, người đang có mặt ở đây và người đang ở nhà hy sinh cho các vị đến đây. Cái tình thương vô tận của chư Phật, chư Bồ Tát sẽ thắp sáng trái tim của tất cả chúng ta. Thế thì bây giờ năm nay mình nói bài pháp gì đây? Nếu mà năm ngoái là hãy làm trước khi quá muộn, thì năm nay mình sẽ nói bài pháp có lẽ là vui hơn một chút. Bài pháp này có lẽ là nó thực tế hơn, nó gần gũi với chúng ta hơn, bởi vì chắc cũng có nhiều người quan tâm hơn. Năm Mậu Tuất, thần tài gõ cửa nhà ai? Đó là đề tài hôm nay. Các anh chị em thân mến, ở Việt Nam chúng ta đó, thì cái tín ngưỡng thần tài lại gắn liền với thổ địa, phải không nào? Cũng có rất là nhiều người không có quan tâm cái vấn đề thần tài hay thổ địa.
Sư thì cũng vậy thôi. Sư cũng không có quan niệm gì lắm về cái vấn đề thờ thần tài hay thổ địa. Bởi vì nhỏ lớn lên là mình đi tu, mình học Phật Pháp, rồi mình lúc nào cũng nhớ cái điều Phật dạy chúng ta là phải tin sâu nhân quả. Nhưng có những cái đó, nó thuộc về tín ngưỡng dân gian. Có nhiều nhà chưa có an vị Phật, không có thờ gì hết á, nhưng ông đề ông thần tài phải có. Tại vì không có thần tài thổ địa thì sẽ khó có tiền. Và tương truyền ông thần tài, ông thổ địa này, thì sư nhớ một lần Thượng Tọa Thích Lệ Trang giải thích về vấn đề này. Khi người ta nói đạo Phật mình có nên thờ thần tài thổ địa không? Bởi vì những cái hình ảnh này không phải bắt nguồn từ đạo Phật, nó từ những tín ngưỡng dân gian và sâu xa hơn là ở Trung Quốc. Như vậy có nên thờ hay không? Và Thượng Tọa Lệ Trang đó là một cái vị tăng rất là mẫu mực, một vị đạo cao đức trọng trong giáo hội Phật giáo Việt Nam. Mà nếu ai đã từng nghe Ngài niêm hương bạch Phật, trai đàn chẩn tế, kinh kệ, thì nhiều người muốn đi tu luôn. Tại vì Thượng Tọa tụng kinh hay lắm. Thượng Tọa nói rằng mình đừng có nên nghĩ chi cho nặng nề. Một khi con người ta muốn thờ ông thổ địa là người ta phải nghĩ đến đất đai, cái cuộc nhà đó. Đến một cái nhà để ở là phải biết ơn. Biết ơn cuộc đời, biết ơn cha mẹ cho mình cũng còn có cái thân xác này, có cái gia đình này và có duyên để mua cái miếng đất, cái khu nhà này. Việc thờ cái ông thổ địa đó, nếu nói về lòng biết ơn thì biết ơn gì? Tiền chủ, hậu chủ, biết ơn cái miếng đất này mà hôm nay tôi đã đến đây. Còn ông thần tài, nếu nói đến địa, phải không nào? Là nói một cách gọi là ngũ hành một chút, thì địa thì liên quan tới cái mạng thổ, thổ là đất. Đó, thì thổ thì sanh kim, mà kim thì ông thần tài. Cho nên hai ông ngồi gần nhau, thổ sanh kim. Còn nói qua nhà Phật thì nhân sanh ra quả. Nhìn ông thần tài với ông thổ địa thì mình tự biết rằng đất, trong đất mới có vàng, có nguyên nhân mới có kết quả. Thì nhìn hai ông đó mình cũng tự biết mình sống như thế nào để sanh ra những kết quả, sinh ra tiền tài và hạnh phúc trong đời sống. Nói ông thổ địa với thần tài không cũng nói lên một quy luật mang ơn và quy luật nhân quả trong cuộc đời. Thì sư cũng coi sách chuyện xưa, nghe ngày xưa tương truyền rằng thần tài có nguồn gốc đầu tiên ở Trung Quốc. Ông thổ địa là cái ông thần đất rồi đó. Ông ngồi cái bụng bự nè, cầm cái quạt phải không? Mà có nhiều người bắt ông hút thuốc suốt ngày đó. Đó. Các vị nghĩ sao bắt ông thổ địa hút thuốc tối ngày vậy? Đó. Không phải vậy đâu nghe. Mình hút điếu cho ông điếu, trời ơi. Bụng ông bự là bởi vì ông vui vẻ thôi. Chứ cho ông hút thuốc nhiều cũng khi cũng bị lao phổi đó. Nhiều khi mình thích ăn gì mình cúng cho mấy ông ăn cái đó, chưa chắc ông đã thích. Tại vì thổ là sanh kim, nhân thì sanh quả. Ông thích nhất là cái nhà đó làm điều lành, tránh xa điều ác. Có nhiều thổ địa thần tài bỏ đi hết trơn à, tại trong nhà tối ngày vợ chồng bàn chuyện ác không. Mà một cái vị thổ địa thần tài, thần linh gì đó mình chẳng biết có hay không, nhưng bản thân mình cũng vậy thôi. Mình đi đến đâu mà nơi đó có an lành, phải không nào? Có nhân đức thì đất lành chim động. Mình đến đâu mà chỉ có lòng ích kỷ, hận thù, sự hẹp hòi, sự chia rẽ, thì bỗng nhiên mình cảm thấy như cái trái bom đó không biết nổ lúc nào. Cho nên trong nhà mà cứ bàn chuyện ác thì chả có ông thần tài thổ địa nào mà ngự ở đó đâu. Cho dù có người còn quan niệm thần tài phải đứng để đem tiền vô, phải không nào? Rồi có người qua bên Thái Lan đem cái gô mà ngoắc ngoắc đem về thờ để ngoắc tiền vô nhà, làm đủ kiểu hết. Nhưng tiền sẽ không bao giờ vô nếu nhân của chúng ta không phải là nhân lành, nhân thánh thiện. Tiền sẽ ra đi tất cả. Thần tài thổ địa cũng xin bó tay chấm con. Thế thì tương truyền là cái ông thần tài nguồn gốc đầu tiên ở Trung Quốc. Theo thuyết xưa có một người lái buôn tên là ông Minh đi qua cái hồ đó tên là Thanh Thảo, cái hồ tên cũng đẹp phải không nào? Thì gặp Thủy Thần, thì cái ông Thủy Thần này mới quý cái người lái buôn này,
Đó, cho nên mới tặng cho một gia nhân, tức là đem từ dưới nước lên, mà cái người gia nhân nó tên là Như Nguyện, tức là mình muốn cái gì được cái đó. Thì Âu Minh đem Như Nguyện về nuôi ở trong nhà, giúp đỡ cho cái ông lái buôn, ông thương nhân này, và làm việc ngày càng phát đạt. Hồi xưa chưa có cái ông Như Nguyện này thì trong nhà lúng cúng lắm, làm ăn thất thoát hoài à. Nhưng khi có ông Như Nguyện này vô nhà, tự nhiên trong nhà là thăng hoa, tiến bộ và phát tài, phát lộc. Nếu mà Âu Minh mà thương Như Nguyện giống như giám đốc công ty Địa ốc Kim Oanh, ban giám đốc mà quan tâm tới công nhân viên, phải không nào? Yêu thương bằng trái tim thì chắc ông Âu Minh này ông giàu mãi. Nhưng mà ông á, khi mà giàu lên ông đổi tánh, ông không thương cái ông Như Nguyện nữa. Tối ngày là ông mắng, ông về mà không như ý thì ông quát đạt. Hình như bây giờ chỉ có lửa thôi, chứ không còn là giống như ngày xưa. Đó, con người ta mà khi thăng hoa lên rồi, cái khó là cái sự cân bằng. Cho nên sư thích cái từ cân bằng của Kim Oanh, ăn chay để cân bằng. Nhưng thật sự nó cá một cái đạo lý ở trong đó. Nhưng mà Kim Oanh nói đơn giản lắm, thôi Tết ăn thịt cá nhiều rồi, hôm nay ban giám đốc đãi chay cho cân bằng. Chúng ta phải cân bằng suốt cả cuộc đời, chứ không chỉ hôm nay đâu các vị. Từ khi chúng ta chưa có, chúng ta có và chúng ta thăng hoa, tình thương phải càng phát triển lớn rộng như đất trời, thì phước báo không bao giờ hết. Nhưng tiếc thay, Âu Minh phát đạt lên thì lại là nóng nảy, mất đi cái sự cân bằng và dễ thương. Và một ngày kia quá tức giận vì một việc gì đó, nên ông chủ đã đánh người gia nhân của mình là Như Nguyện. Quá sợ hãi nên Như Nguyện chui luôn vào đống rác và biến mất. Kể từ đó, Âu Minh làm ăn thua lỗ và chẳng mấy chốc lại nghèo xác xơ. Người ta cho rằng Như Nguyện chính là thần tài đến nhà mà không biết, và lập bàn thờ. Lúc đó chết rồi nên lập bàn thờ, không nào, để mong là ông trở lại. Từ cái điển tích này mà ba ngày Tết hay có cái tục kiêng quét nhà vì sợ quét thần tài đi mất. Thần tài chui trong đống rác mà, phải không nào? Cho nên bây giờ biết tại sao không quét nhà chưa? À, chùa sư quét luôn từ mùng 1. Vì sao? Trời ơi, cứ khuya là ta khua dép vào trong tới chánh điện luôn, phải không nào? Mà nơi thờ tự trang nghiêm mà sợ ông thần tài mà không quét sao được. Vẫn quét, vẫn trang nghiêm, vẫn thanh tịnh, và thần tài vẫn ngự trị ở khắp nơi. Bằng chứng là ai đến cũng gặp sư xin lộc cả. Mà sư có cái gì đâu nào, vậy mà ai cũng đến chùa xin lộc. Và hôm nay công ty Địa ốc Kim Oanh phát lộc cho các vị, có lộc của ban giám đốc, có lộc của chùa Hằng Pháp, có lộc của chùa Thiên Quang. Như vậy thần tài sẽ ngự trị ở tất cả mọi nơi. Nơi nào có trái tim yêu thương, có lòng nhân ái, có trí tuệ thì thần tài rất là thích đến ở tại đó. Mình mới nói rồi đó, vừa thổ địa thì thổ sẽ sanh kim, cho nên đất lành thì chim động. Từ trong thổ sẽ có vàng, từ trong đất có vàng. Đất Kim Oanh bây giờ nở ra khắp nơi rồi. Sư chúc mừng vì hy vọng rằng đất ở đâu vàng ở đó. Tấm lòng vàng, trái tim nhân ái, đó là vàng của chúng ta. Chứ đừng có nghĩ rằng gầy cục làm ăn để đếm ra hàng trăm cây vàng rồi cũng là con số không, nếu cuộc sống của chúng ta không có tấm lòng nhân ái, không có hạnh phúc. Cho nên từ thổ sanh kim là từ tấm lòng nhân hậu sanh ra tất cả mọi công đức lành, sanh ra vàng bạc, sanh ra phước báo. Điều đó nó cũng hết sức khoa học. Các vị có thờ thần tài thổ địa, sư cũng rất là hoan hỷ. Đó, thầy Lệ Trang nói, người ta thờ là người ta phải biết ơn người chủ trước, người chủ sau, và chính mình là người đang gầy dựng mảnh đất nơi đây. Thấy ông thần tài với thổ địa là tự nhắc mình phải sống như thế nào để vàng bạc phước báo ở trong nhà mình. Thổ sanh kim quá hay. Chứ nếu mà ông lửa ông nước ngồi gần nhau
thì mình nói tại hai ông nó gần nhau cho nên nhà cãi nhau hoài. Nhưng không, hai ông rất hợp nhau, ngồi gần nhau. Vậy mà trong nhà vẫn cãi nhau, có phải tại mấy ông đó đâu. Tại chính chúng ta không có nhân đức, không có sức nhẫn và không có sự tu tập. Chính vì vậy, tất cả mọi công đức lành của chúng ta cũng tự ở chúng ta mà ra. Thần tài thổ địa có ở với chúng ta hay không, vàng bạc có đến với chúng ta nhiều hay không, cũng ở chính tự thân của chúng ta mà thôi. Chính công việc của chúng ta, suy nghĩ, lời nói, việc làm quyết định số mệnh của chính mình. Người dân Việt Nam của mình thì quý ông thổ địa lắm. Bởi vì là khi bước đầu đi khai hoang, họ gặp nhiều khó khăn. Trong những cái lúc sợ hãi về biến động của thiên nhiên, của đời sống, họ luôn nương tựa một vị thần linh làm chỗ dựa cho họ. Chính thần đất là vị thần bảo vệ cây trái hoa màu, mà Việt Nam mình là tính nông nghiệp, cho nên họ tin tưởng ông thổ địa. Còn trong nhà Phật có Bồ Tát Địa Tạng, mà Đức Địa Tạng đó là một vị Bồ Tát tâm từ vô lượng, lòng từ dung chứa hạt lành, trải vô số kiếp độ sanh mà không bao giờ thối chuyển. Trong tay có sẵn gậy vàng, giọng tan cửa ngục, cứu toàn chúng sanh. Tức là nghĩ đến ông Địa Tạng, ông cứu chúng sanh từ địa ngục cho đến là cõi trần gian. Thì Địa Tạng là một vị Bồ Tát tâm từ bi vô lượng. Ở bên Nhật Bản, người ta để Ngài Địa Tạng ở trong các công viên để hộ trì cho bà mẹ và trẻ em. Còn Việt Nam mình nghe tới Địa Tạng là cứ nghĩ ở trong nghĩa địa không à. Thật sự là đều quan niệm mà ra hết. Địa Tạng là tâm từ bi như đất. Mà đất có cái gì mà từ bi bằng đất? Có cái bàn chân nào dẫm lên đất mà đất nó kỵ không? Phải không nào? Giày đẹp, giày xấu, chân đất, chân khô, chân ướt, đất cát bùn lầy dẫm lên đất, đất vẫn thản nhiên. Bởi vậy nói cha trời mẹ đất, cái lòng đất bao la như lòng mẹ, chúng ta dẫm lên đó, khạc nhổ lên đó, vứt rác lên đó, tàn hại đất, đất vẫn im lặng, chịu đựng, sức nhẫn vô biên, ví như lòng mẹ của đất. Thì chúng ta chỉ học một chút xíu cái hạt của đất thôi. Nếu muốn thờ ông thổ địa, mình có chút tâm từ của đất không? Hay nóng như lửa, dữ y như là la sát, thâm độc như phù thủy. Thế làm sao mà gọi là thần tài thổ địa nào mà phù hộ cho mình? À, cái con người vui vẻ thì thần tài thổ địa cười hoài à. Mà con người hầm hầm á, có khi giận nó quăng thần tài thổ địa bé luôn. Lên đây nè, sư ơi sư, con xin thỉnh ông thần tài thổ địa sư làm phép cho con. Ủa, thấy mới tháng trước đem cặp thần tài thổ địa lên rồi mà. Bữa nay đem cặp lớn hơn, cặp kia ông xã nhậu về đập bể tan tành rồi. Nói là thờ chi thế, tiền không có gì hết, đập bể rồi sư. Sư nói giờ có thỉnh ba cặp, bốn cặp có to hơn chăng nữa. Mà mình không biết tu, nhà nó cũng loạn. Ta chỉ nói chuyện thần tài thổ địa, chứ đừng có nói chuyện chư Phật, chư Bồ Tát. Thờ các ngài chỉ là nhắc cho mình tâm lắng, hóa giải tham sân si. Bởi vì mười phương chư Phật và Bồ Tát chỉ cùng một thể tánh thanh tịnh thôi. Thờ để nhắc mình phải thanh tịnh. Cho nên sư cũng rất là mừng thấy cái ban giám đốc này. Con bận mấy ngày nào cũng có thời công phu hết sư. Cái thời công phu là cái thời tu. Cái thời đó không nhớ tiền, mặc dù tiền bạc là một áp lực chứ không phải chơi. Nhưng cái thời công phu phải tập trung, phải thanh tịnh, cho nên có mấy giây phút ngắn ngủi để được tu. Thì sư mong tất cả công nhân viên trong cái địa ốc Kim Oanh của chúng ta cũng phải noi gương anh Thuận với chị Oanh, ngày nào cũng có một cái thời khóa công phu nhất định. Đó là cái lúc lắng lòng xuống để hóa giải những cái tham sân si, nó tích lũy, nó đi theo chúng ta theo trong cuộc sống hàng ngày. Bây giờ mình nói cái chuyện thần tài thổ địa xong rồi, thì bây giờ mình phải nói thần tài sẽ gõ cửa nhà ai, đúng chưa nào? À, bây giờ cái chuyện này quan trọng hơn. Rồi, lát nữa đó, rút thăm trúng thưởng,
ai trúng là coi như thần tài gõ cửa. Có hai chiếc xe nữa, đúng chưa nào? Đó, là thần tài đem xe Honda tới nhà mình. Có Kangaroo, Sony gì đủ thứ hết. Đó, mà Aqua, Aquel gì cũng có hết. Mà cái nào đến nhà mình cứ coi như thần tài đem đến. Và chúng ta nghĩ rằng sao? Bốc cái số đó ngẫu nhiên hôm nay được món quà. Nhưng sư nói thật với các vị, không có gì là ngẫu nhiên. Dù nó là một con số, nhưng tại sao con số này nó không vô tay người này mà nó vô tay người kia, và người kia trúng? Và như vậy cái phần thưởng đến tay mình nó cũng phải có nhân, có duyên, cho nên cái phần thưởng đó mới đến tay mình. Mình nên chúc mừng những người trúng thưởng, bởi vì họ đã gieo những nhân gì đó mà hôm nay thần tài gõ cửa nhà họ, gõ tại đây và tặng thưởng tại đây. Nhưng mà anh Thuận với chị Oanh cũng tâm lý lắm. Sư ơi, 1.000 công nhân viên, quà thì khoảng 100 phần thôi. Sẽ có 90% không có trúng thưởng. Cho nên người nào rồi cũng sẽ có một bao lì xì, mà theo sư thấy là bao lì xì này giá trị. Đấy chưa nào? Trong đó có tiền Việt Nam, có đô la Mỹ, có tiền Phật, và có những lời chúc tụng nhắc chúng ta phải tu tập như thế nào trong năm mới. Sư nghĩ ai nhận cái này cũng là thần tài gõ cửa. Tiền Việt Nam, Thuận với Kim Oanh cho mỗi một người, các vị biết trong này bao nhiêu không? 20.000, 10.000, 50.000? Không, nó phải tròn trịa để năm mới Kim Oanh thắng lợi 100%. Tiền là 100.000 đồng. Chọn con số 100 ta cũng phải suy nghĩ. Sư là thôi 10.000, 5.000 hay 1.000 cũng được, phải không nào? Nhưng mà cái người mà làm doanh nghiệp người ta phải suy nghĩ lắm. 100% phải thắng lợi, 100% công nhân viên đầy đủ, hạnh phúc, no ấm, 100% ai đến địa ốc Kim Oanh làm việc, đối tác làm ăn với nhau, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, 100% thắng lợi. Con số 100 đó là một con số rất đẹp trong cái bao thư này. Chưa hết, ban giám đốc còn cho các vị $6, 6 đô la Mỹ, phải không nào? À, 6 đô la là 3 tờ 2 đô la. Trong khi có nhiều người đến chùa xin lọc, sư cho có một tờ 1 đồng Campuchia thôi. Mà hỏi sư ơi, sư có tờ 2 đồng không? Sao vậy? 2 đồng mới hên sư à? Ồ, sư không biết chuyện này. À, đối với sư cứ làm lành là hên thôi. Nhưng mà họ nói con xin 2 đồng từ sư. Sư nói không có, bắt đầu lục bóp lục đồ ra mồ hôi mồ kê đổ, móc được tờ 2 đồng, xin sư ký vô đây, tiền của con bây giờ thành tiền sư, rồi sư cho lại con để con hên. Trời. Chắc là bên giám đốc Kim Oanh biết tâm lý các vị thích tờ 2 đồng, cho nên cho đến 3 tờ 2 đồng. Tại sao lại là 3 tờ 2 đồng là hên rồi, phải không nào? $2, đó là lucky money, đó là tiền hên. Ai được 2 đô là vui, mà cho tới 3 tờ có thể về tặng vợ một tấm, tặng con một tấm, hoặc tặng ba một tấm, tặng má một tấm hai vợ chồng con bỏ túi cũng được. 3 tờ để mình chia sẻ. 3 tờ cũng có nghĩa là ai đạo Phật năm nay chưa quy y Tam Bảo phải quy y đi thôi. Phật, Pháp, Tăng, ba ngôi Tam Bảo, con có biết hay chưa? À, 3 tờ Tam Bảo. Rồi, vậy là 3 tờ là 6 đồng đô la. 6 là cái gì? À, chữ số 6 trong nhà Phật của sư là Lục Tự Di Đà. Nhiều khi khủng hoảng quá, mệt quá, kinh sao nhớ, chú dài quá sao thuộc, thì Nam Mô A Di Đà Phật. Thế là chúng ta có cái pháp bình an ở tâm. Vì vậy 3 nhân cho 2 là 6. Các vị nhớ cho Lục Tự Di Đà
Nam Mô A Di Đà Phật trong năm Mậu Tuất dùng cho sư. Ban mai em niệm hồng danh, hòa theo gió sớm chan hòa tâm em. Nắng trưa em niệm hồng danh, tâm tư sáng lạn tịnh thanh vô cùng. Chiều về em niệm hồng danh, dẹp bao nghiệp chướng tánh mê kiếp người. Ôi câu hồng danh nhiệm màu vô xanh, hồng danh là bạn tri âm. Đi đứng nằm ngồi thì thầm nhớ niệm, niệm niệm bất ly thân, niệm niệm bất ly tâm. Nam Mô A Di Đà Phật. À, nếu như ai nói giờ đi làm rồi vợ con bận quá sao mà học kinh học kệ như sếp được, nhớ cho Nam Mô A Di Đà Phật thôi, phải không nào? Còn các vị tín hữu Kitô giáo thì bài kinh Kính Mừng Maria chắc ai cũng học mà. Sư hồi nhỏ học mẫu giáo học trường Thánh Vinh Sơn, tới giờ cũng nhớ bài kinh Kính Mừng Maria đầy ơn phước đức Chúa Trời, phải chưa nào? Có 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà mình không nhớ, mỗi lần có chuyện không như ý chửi thề không à, rồi kiếm rượu uống, rồi về là dằn vặt vợ con, thần tài thổ địa bay biến hết, ai chịu nổi lửa sân trong lòng mình. Cho nên mỗi lần sân, mỗi lần buồn, mỗi lần chán, mỗi lần thất vọng, có mấy chữ Nam Mô A Di Đà Phật coi đơn giản như vậy, nhưng nó là một cái pháp an tâm và hóa giải bớt những cơn thịnh nộ giữa đất trời và làm tiêu tai, gọi là gì, làm tài lộc cuốn đi. Mình phải có cách để tâm mình được cân bằng, để được nhẹ nhàng, để được gì, thắng mọi hoàn cảnh. Thì hôm nay sư nói có mấy từ đơn giản đó thôi. Còn ngoài ra chúng ta cũng có nhiều cách để chế ngự cái cơn giận, cái tánh sân, cái sự phiền não của mình. Ai cũng có một cái pháp. Còn nếu không có, hôm nay sư nói có mấy từ Nam Mô A Di Đà Phật đó, các vị nhớ cho, để trong năm mới, năm con chó, phải không nào, chúng ta bớt sân, bớt hận, bớt tham, mà chúng ta tăng trưởng các phúc đức, các công đức lành trong năm mới. À, sư phải kiểm tra lại có đúng như vậy không nha. Đây, 100% thắng lợi. À, lucky money 3 tờ là 6, đúng chưa? Và một cái tờ tiền của chùa Thiên Quang. À, năm nào Kim Oanh cũng xin sư hết. Sư thích cái tờ tiền này, nó cũng là 100, mà trên đó có hình cái ngôi chùa và Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì nước Campuchia Phật giáo là quốc giáo, cho nên họ in hình Phật ngay trên cái tờ tiền của họ. Một mặt bên này là một vị sư, mà vị sư này là một tỷ phú, mà ông từ bỏ tất cả để ông đi tu. Khi ông thấy cuộc đời này hướng đến sự tận cùng cũng chỉ là trở về không, cho nên ông giác ngộ và đi tu. Một cái tờ tiền nó mang nhiều ý nghĩa như vậy, cho nên cái tờ 100 Cambodia này, đó là lộc của Thiên Quang. Các vị bỏ vô bóp để bớt tham, bớt sân và bớt si. Năm nay hên quá, từ sáng giờ lên được vỗ tay hoài à. Có bộ không ai ngủ ha. Còn một tờ nữa. À, tờ công ty Đế Ốc Kim Oanh chúc mừng năm mới. Bây giờ sư cầm một tờ, chúng ta sẽ có cả 1000 tờ. Ai bốc trúng cái gì thì không biết, nhưng mà cái tờ sư đang bóc đây, sư đọc cho các vị nghe. Có nhiều khi bạn tự nghĩ tu tập là như thế nào? Tôi nghĩ rằng tha thứ cho người cũng là một cách tu tập để tăng phúc đức đó bạn. Năm nay bạn sẽ nhẹ nhàng và thanh thản hơn xưa,
vì sẽ bắt đầu biết tha thứ cho người. Bạn sẽ có nhiều may mắn, tài lộc trong năm mới. Và thưa anh Thuận với chị Oan với anh Hiệp, ngày hôm qua có một cô Phật tử tên là Mỹ Ý đến chùa sư. Hỏi chuyện vui, đầu năm gặp nhau nói chuyện vui, phải không nào? Chuyện vui mà vẫn học được rất nhiều. Sư ơi, Tết con đi nhiều chùa lắm, con hái lộc nhiều nơi lắm. Nhưng mà có tới cái chùa Thiên Quang, con gái của con nó bốc trúng một cái tờ như vậy nè. Mà con nói con ơi, hái ăn con phải chắp tay cầu nguyện nó mới trúng nghe con. Đó, con của con nó chắp tay, nó khấn nguyện một hồi, bốc trúng một tờ. Mà mở ra, năm nay công việc làm ăn của bạn bị thất bại quá nhiều. Lý do là bạn ăn thịt nhiều quá. Trời ơi, con nghĩ chắc không có cái chùa nào mà có cái tờ sâm như vậy hết. Lý do là vì ăn thịt nhiều quá. Sư ơi sư, con nói thiệt với sư nghe sư. Trời ơi, con tá quả tâm tin gì nó quá đúng. Nó ăn thịt một ngày 6 cử chứ không phải 3 cử. Đó, các vị thấy chưa? Thì bà có hai đứa con, một đứa ăn chay trường, một đứa thì cũng được, cá thì cũng được, mà vừa thôi. Ăn quá nhiều. Và các vị biết không, cái người ăn nhiều, nhậu nhiều, uống nhiều, cái mặt nó cũng bì bì. Tại vì ăn cái gì thì nó thể hiện cái mặt cái đó. Củ dền nha, là một cái củ quả Đà Lạt. Mà ngày hôm nay các vị chỉ ăn củ dền và uống nước củ dền. Đó, thì khi chúng ta đi tiểu, sư đó xin lỗi, thì nó cũng ra cái nước tiểu màu đỏ. Như vậy mình ăn cái gì nó nhập vô cái đó, phải chưa nào? Nó chuyển hóa cái màu sắc trong thân thể của chúng ta với những cái màu sắc hay những cái chất tương tự như vậy. Rau quả nhiều nó làm cho con người mình nhẹ nhàng và thanh tịnh, bởi vì rau quả rất là thanh tịnh. Thế có người hỏi sư, sư ơi sư, sư nói ăn chay, ăn rau ăn quả là từ bi. Nhưng mà con nói thiệt với sư nha, cái rau nó đang lớn như là sư bẻ đầu nó, sư có biết nó đau không? À, có người ăn mặn hỏi lại sư vậy đó. Con cắt cổ con gà thì sư nói vậy là ác. Vậy là sư, cái rau người ta chỉ bắt đầu nói vậy, sư có ác không? Tại vì nó đâu có kêu được đâu. Có phải vậy không? À, có nhiều người đồng ý lắm, thích lắm. Đây, sư trả lời cho nghe đây. Nghe rồi, chúng ta lắng nghe. Khi con vật nó đang sống như vậy, nó đang ăn, nó đang ngủ như con người, chúng ta cắt cổ mổ bụng, chấm dứt mạng sống. Mà nếu chưa kịp nấu nướng gì hết, cắt đồ dục đó đó, sáng đến chiều là nó bay một cái mùi hôi, thi thể đã thối, mục rữa. Cho nên lập tức người ta phải có bảo quản, để vào đông lạnh. Chỉ cần sáng đến chiều đã hôi, đã thối, đã hư. Cho nên chúng ta phải tạm thời ăn cái chất đông lạnh, cũng có rất là nhiều bệnh tật và vi khuẩn trong đó. Còn cái cây rau mình bứt đầu nó thì đến sáng hôm sau nó lại nảy mầm lên một cái thân mới. Nó không giết sự sống. Có khi một cái hoa muốn tăng trưởng thì phải bẻ đọt đi. Như hoa mai ngày rằm phải ngắt lá để mùng một nở hoa. Ta cắt nó đi để sinh trưởng sự sống. Còn con vật mà cứ cắt cổ, bổ bụng là chấm dứt sự sống. Hai điều đó đã thấy khác hẳn nhau. Nếu muốn chất vấn về cái vấn đề thực vật có đau hay không đau, nó sinh ra để phục vụ con người, và thật sự nó luôn luôn tồn tại sự sống. Cho nên khi mình ăn nó là sự sống trong chúng ta tăng trưởng. Còn ăn con vật chết, khi giết nó sợ hãi, căm thù bao nhiêu nó cũng vào trong thân xác chúng ta bấy nhiêu. Cho nên người mà ăn nhậu nhiều á, rồi rượu, say thịt, say máu, say tình, cho nên cặp mắt nó mờ đi, nó đỏ chặt lên, phải không nào? Đó, và nó ăn nói không còn chánh niệm, bởi vì thịt, bởi vì rượu, nó đã làm mất đi các hạt giống trí tuệ trong tâm hồn của mình. Điều này hết sức là khoa học và hết sức là nhân quả. Sư chỉ nói một cái thông điệp nhỏ nhỏ thôi, sư không có dám khuyên các vị trên tinh thần tôn giáo gì hết. Ăn chay nếu ăn được, chính các vị thay đổi tâm tánh của chính mình. Ăn chay được, chính các vị khẳng định thông minh tuổi thọ từ các vật phẩm sạch, xanh và đẹp từ môi trường đi đến với chúng ta.
Cho nên ngày đầu năm mới, sư nghe MC của công ty Kim Oan Việt Hà nói, làm sao cho công ty Kim Oan phải đa tài, đa lộc, đa phú quý, đắc tài, đắc lộc, đắc nhân tâm. Ăn chay đầu năm, đó là một biểu hiện đắc nhân tâm số 1. Rồi bây giờ đó là nói chuyện. Nói đi nói lại chưa nhắc chuyện thần tài gõ cửa nhà ai. Bây giờ người sân quá thì tất nhiên là thần tài phải say goodbye rồi, phải chưa nào? Hơn nữa trong nhà cứ bàn tán những chuyện sát sinh hại vật, gian tham trộm cắp, tà dâm, dối trá, bất hiếu, rượu chè cờ bạc, game thủ game gì suốt đêm suốt sáng, thì thần tài thổ địa sẽ phải ra đi. Họ không thích những cái con người sống mà chỉ là phạm giới. Tại vì họ cũng là những người hộ pháp. Nếu chúng ta tin có những vị đó trong nhà, họ hộ pháp thì họ ủng hộ những điều tốt đẹp trong gia đình chúng ta. Như vậy năm Mậu Tuất, chúng ta muốn mọi sự thăng tiến tốt lành, chúng ta chỉ nói những điều tốt lành trong công ty, trong mái nhà, xã hội và ngay trong cái giảng đường của chúng ta đang ngồi ở đây cả ngàn con người. Chúng ta chỉ nói những điều tâm hậu, nhân đức, yêu thương. Chính những cái lúc như thế này thì các chư thiên, thần tài, thổ địa gia hộ chúng ta, bởi vì họ thích cái người tốt. Ai cũng yêu quý người có trái tim nhân hậu, và những người đó thần tài sẽ đến gõ cửa chúng ta. Tuy nhiên có nhiều người họ nói rằng, này hãy cẩn thận, cuộc sống của chúng ta nghe mọi thứ đều êm xuôi hết nhưng luôn luôn lủng củng là tại sao? Sau nhiều năm nghiên cứu, Đại học Harvard ở Mỹ phát hiện ra rằng những người hạnh phúc và thành đạt có một cái môi trường sống rất lành mạnh. Đừng có nói nhà giàu hay nhà nghèo, trong nhà đó phải được sắp đặt gọn gàng và ngăn nắp. Cho nên trước Tết, cái phong trào truyền thống Việt Nam là phải dọn dẹp nhà cửa. Ai mà phải làm việc tới 30 Tết thì sư xin chia buồn. Đến sáng mùng 1 mãng nhện còn đầy nguyên si, ngủ 12 giờ trưa chưa dậy. Chúng ta nói thôi Tết để ngủ, nhưng không được đâu. Chúng ta phải làm sao toàn bộ công nhân viên phải được nghỉ ngày 30 Tết là ít nhất, có thể sớm hơn, để dọn dẹp, sắp đặt mọi thứ trong nhà, bàn thờ trang nghiêm để đón mừng năm mới. Một cái nhà mà nó quá sức lộn xộn, máng nhện, bồ hóng, nồi son đen thui, chén bát đằng trước đằng sau, chỗ nào cũng có, con cái nhếch nhác, quần áo dơ từ năm Đinh Dậu qua năm Mậu Tuất chưa giặt, nhà đó thần tài không đến. Nhiều vị không chịu đâu, tại vì mình ở dơ quen rồi, sư nói vậy chẳng lẽ con không khá được sao? Nhưng phải thay đổi cách sống. Đây là nghiên cứu khoa học. Nhà cửa không gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp, không thể nào gọi là không có phong thủy. Thôi đừng có nói chuyện thần tài, nói phong thủy đi. Chỗ nào cũng đồ hết, gió vô chỗ nào, chỗ nào rờ vô cũng bế tắc hết, tiền vô chỗ nào. Cho nên phải sạch sẽ, nhà ít đồ. Cái gì cần thôi, chúng ta phải xem cách sống đơn giản của người Nhật, càng ngày càng ném bớt đồ đi, chỉ cái gì cần mà thôi. Trong nhà chúng ta có rất nhiều thứ mua là vì rẻ mà không sử dụng. Năm Mậu Tuất chấm dứt mua đồ vì ham rẻ, mua đồ vì chiến lược marketing. Phải chấm dứt cái gì cần chúng ta mới đem vào nhà, cần thiết để sử dụng, để trong nhà có nhiều không gian trống sạch. Đó là những nhà có thể có sự thay đổi, chuyển hóa trong công việc làm ăn. Đó là phong thủy. Sư không có biết coi phong thủy mà vô thấy nhà dơ quá là sư biết nhà này làm ăn không nên. Trong đầu óc mình bừa bãi thì đồ đạc nó thể hiện qua lối sống của mình. Cho nên chắc chắn chúng ta phải có một lối sống ngăn nắp. Căn phòng của mình là tấm gương chân thật nhất về con người của chính chúng ta. Cho nên người còn độc thân, người có gia đình phải lấy tiêu chí dọn dẹp, sạch sẽ. Đó, chồng cũng làm một tay, vợ cũng làm một tay, nhà cửa ngăn nắp, đó là một nét văn hóa trong đời sống của chúng ta. Rồi bây giờ đó là dọn dẹp nhà cửa.
và hy vọng rằng thần tài sẽ thích cái nhà ngăn nắp. Còn nhà nào chưa sạch sẽ thì thần tài cũng hoan hỷ nhắc, phải không? Nhắc chủ nhà dọn dẹp để cho có một cái môi trường thông thoáng hơn. Và cái người chủ nhà cũng sẽ minh mẫn hơn. Đó là nói về chuyện nhà cửa. Ánh sáng đầy đủ, đồ đạc vừa phải. Cái đèn nào mà nó đèn led mà nháy, thay đi, phải chưa nào? Chúng ta đừng có để cái nhà mà đèn cứ chớp tắt như vậy. Nó cũng thể hiện cái tinh thần của chúng ta không có sáng suốt. Cho nên nhiều khi mình coi thường việc nhỏ, nhưng mà nó hư việc lớn. Đèn nháy, con mình nó cầm thị sớm. Đèn nháy, mình thích ngủ hơn thích làm việc. Cho nên đèn điện là phải sáng sủa. Và tất nhiên, một cái con người muốn những cái điều tốt lành, tất nhiên phải làm các công đức lành. Sư lên mạng bấm thần tài gõ cửa, chà, nhiều người vô coi quá. Cách nào thần tài đến nhà mình? Hóa ra đó là một chương trình của đài truyền hình Vĩnh Long. Mấy trăm số thần tài gõ cửa, mà mỗi một số chỉ nói lên những hoàn cảnh khó khăn của những con người tập nguyện. Người phụ nữ có hai đứa con làm nghề thêu ở trên Đà Lạt, té từ trên lầu rớt xuống, bị bại đôi chân. Ông chồng nói lời từ biệt, người vợ một mình phải nuôi hai con. Và thần tài sẽ gõ cửa với những ai giúp đỡ người phụ nữ này. Có chương trình quá hay. Một người đàn ông vừa cha mẹ già, con cái, ông bản thân ông bệnh tật cũng bại liệt, chỉ làm một cái việc là bó rơm đó, kết rơm kết thảm để bán, mà ông lại có nghề là sửa đồ điện, ước mơ có một cái gian hàng nhỏ nhỏ để sửa đồ điện nuôi con. Những ai giúp được mảnh đời này, thần tài sẽ gõ cửa. Một chương trình của đài truyền hình Vĩnh Long quá hay. Và cái việc này công ty Địa ốc Kim Oanh đã làm từ năm này sang năm khác. Đó là hành trình thiện nguyện trên mọi miền đất nước của tất cả công nhân viên trong hệ thống công ty của chúng ta. Và tất nhiên chúng ta làm thiện nguyện cũng phải học cách trưởng thành và đón nhận mọi hoàn cảnh đến với chúng ta. Không thể mọi việc luôn luôn đến với mình mà như ý. Cho nên nếu có những điều bất như ý, chúng ta cũng phải bình tĩnh để gì? Chấp nhận hoàn cảnh và đối diện với hoàn cảnh. Có một đóa hoa nhỏ mong manh mọc dưới một gốc cây tùng cao. Đóa hoa vô cùng hạnh phúc vì lúc nào cây tùng nó cũng che chở mình. Giống như người con gái ở với cha mẹ yêu thương ấp ủ mình. Nhưng mà một ngày kia người ta đến và quyết định chặt đổ cây tùng to lớn đó đi. Cái bông hoa nhỏ vô cùng đau đớn, khổ sở. Trời ơi, từ đây không có cây tùng che chở, tôi biết nương tựa vào ai, tôi sống ra sao, mưa to, gió lớn, mọi sự bất hạnh sẽ đến với tôi sẽ chết thôi, đúng chưa nào? Nhưng có một cái cây ở gần đó đã an ủi nó. Này bạn ơi, đừng nghĩ như vậy. Ta mất đi sự che chở của cây tùng, nhưng có thể tiếp nhận được ánh sáng mặt trời, nhận được giọt mưa, cơn gió, và nhờ vậy bạn sẽ mạnh mẽ lên. Mọi người sẽ thấy vẻ đẹp rạng ngời của bạn. Cho nên bạn không nên lúc nào cũng phải nương tựa vào một người khác, mà phải mạnh mẽ lên trước mọi hoàn cảnh sống. Nếu bông hoa nhỏ nghe xong cười vui vẻ và từ đó vươn mình trước ánh nắng mặt trời, thì chúng ta cũng vậy. Con người học cách trưởng thành phải tách ra những sự gì? Ỷ lại, những sự đòi hỏi, đòi nhiều quyền lợi, mà chúng ta hãy đến với tập thể, với cộng đồng bằng sự hy sinh, tận tụy, cần mẫn và trung thành của chính chúng ta. Phước báo sẽ đến với chúng ta, không sớm thì muộn, rồi sẽ đến, và sẽ đến rất nhiều với những con người chấp nhận hoàn cảnh và làm việc bằng tất cả trái tim mình. Xin cảm ơn ban giám đốc, lúc nào cũng quá thương anh chị em công nhân viên đó. Cho nên là những ai mà lúc nào cũng quan trọng hóa vấn đề, người đó đau khổ lắm. Cho nên tại sao đầu năm sư gặp
Thuận với Kim Oan Sư Khen. Tất nhiên người ta sau một năm người ta trải qua nhiều vấn đề nan giải. Các vị là người trong gia đình Kim Oan hiểu rõ nhất điều này, nhưng vẫn vui cười với mọi hoàn cảnh. Đó là sức nhẫn của một con người thể hiện cái trình độ khả năng đứng trước cuộc đời để có thể lãnh đạo một tập đoàn, một công ty lớn như thế này. Thì anh chị em cũng phải có cái sức nhẫn đó để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Tết vừa rồi sư có nhiều chuyện sư tá hỏa luôn. Nhiều người đến sư thấy đàng hoàng đỉnh đạt lắm, nói chuyện thấy hay ho lắm, nhưng đến khi mẹ vợ đến mà khai ra mới biết rằng tá hỏa hết trơn trọi. Không phải như vậy, phá nát tất cả. Cứ rụ vào là lời ra, rụ vào là xem cha mẹ cũng san bằng như là cỏ dại. Sư đau lòng lắm. Cho nên con người ta cần phải có một cái thái độ sống, biết mình phải sống như thế nào, bảo vệ cái hạnh phúc nhỏ bé trong gia đình mình, rồi chia sẻ cái niềm vui của mình cho anh chị em trong một công ty, trong một đại gia đình lớn hơn. Chúng ta không nên quan trọng vấn đề cái gì đến sẽ đến, rồi cái gì đi nó sẽ ra đi. Bình thản bao nhiêu, thành công bấy nhiêu. Cái bình thản là cái mà sư nhắc đó. Tu tập, ráng đi các vị ơi. Trong một ngày có mấy phút ngồi hít vào thở ra, quên đi các chuyện tiền bạc bon chen. Năm nay là 3 năm sư đến đây rồi. Lần đầu tiên sư nhắc công nhân viên phải có một thời gian rất nhỏ trong ngày để tu tập. Nó tạo cho mình sự bình thản, sự bình tĩnh khi đứng trước hoàn cảnh. Nếu không chúng ta sẽ rất khổ đau, vì bản chất cuộc sống là vô thường. Những sự dữ đến với chúng ta không biết lúc nào. Cho nên phải có sự tu tập, phải làm phúc báo, phải làm phước. Chứ đến khi chuyện đã đến, mình trở tay không kịp. Có một vị quan không những tài ba thông minh tuyệt đỉnh, mà còn là một nhà ngoại giao xuất chúng, rất được nhà vua tin tưởng. Nhưng đâu phải ông tài, ông xuất chúng mà ông không bệnh, không chết. Ông bệnh và ông đã chết. Cho nên khi ông chết đi, điều vua nghĩ đến là ai sẽ thay thế cái vị trí của ông quan này. Suy nghĩ hoài tìm không ra người. Cuối cùng quốc vương đưa ra một kỳ thi tuyển, và sợ lắm, không ai dám dự cái kỳ thi này, bởi vì biết là khó. Cuối cùng có 3 người dự thi làm chức quốc sư, là cái người luôn luôn ý kiến thông minh cho vua. Một người là nhà toán học thông minh. Đó. Ông ta có thể giải được tất cả các vấn đề toán học. Đó. Số học chính xác tuyệt đối. Đó. Một người thứ hai là triết gia. Phải chưa nào? Biện luận rất hay, thông minh, phải chưa? Người thứ ba là một nhà sư. Và 3 người người ta đưa đến để dự cái kỳ thi của quốc vương sau khi cái ông quan cận thần đã chết. Đối với nhà toán học, khi nghe mình được đi thi thì rất lo lắng. Vô gặp vua, vua nói tôi cho các vị 3 ngày ngồi suy nghĩ bình tĩnh để chuẩn bị đón cái đề thi, chứ không có báo trước đề thi. Nghe chưa nào? Thì trong 3 ngày đó, cái nhà toán học đó khỏi ăn, khỏi ngủ, coi lại từng công thức, coi từng cái định luật, coi từng cái lý thuyết, tại vì không biết cái đề thi là cái gì. Cho nên đối với ông 3 ngày là chỉ để lao đầu vô, bỏ ăn, bỏ ngủ. Đối với cái nhà triết gia thì biện luận các pháp biện chứng cũng moi ra để mà lập luận, để đối phó cái kỳ thi. Chỉ có nhà sư, ông biết nghĩ gì hơn. Cho nên ăn uống, nghỉ ngơi và thiền tập. Tức là các vị có thể một thời kinh ngắn, một câu niệm Phật, một câu cầu nguyện. Nhiều khi lo làm ăn quá chúng ta quên. Rồi 3 ngày trôi đi, đến ngày thứ 4 bước vào gặp đức vua, thì nhà toán học gần như kiệt sức. Cho nên vừa thôi các vị, thấy chưa nào? Đó.
kiệt sức là sư không hài lòng. Đây là lần đầu tiên chiều 30 Tết mà giám đốc Kim Oanh với lại chú Hoàng Hiệp mà đến thăm chùa Thiên Quang, sư quá sức ngạc nhiên. Bình thường là làm tối mặt tối mũi luôn mà. Mà năm nay 30 Tết đến chào sư, mua hoa cúng Phật, sư quá sức khen ngợi. Ít nhất mình phải có cái lúc gì bỏ tất cả để sang một bên. Có lăn lộn suốt đời cũng bấy nhiêu. Vậy mà 30 Tết năm nay, hai vợ chồng mấy người con đi lên chùa lễ Phật. Sư mừng là cái chỗ gì? Thái độ thản nhiên. Cái gì đã qua là đã qua. Ngày mai là một ngày năm mới, mình phải có một tư thái để chuẩn bị đón mừng năm mới. Giống như nhậu thâu đêm suốt sáng, hoặc làm suốt sáng thâu đêm, cũng từng đó thôi các vị ạ. À. Có khi làm quá ăn không được, ngủ không xong và chết. Đó, bài học này rất quý. Cho nên nhà toán học 3 ngày lo nghiên cứu, đối phó, lo sợ cho nên kiệt sức. Triết gia thì suy nghĩ quá nhiều cho nên sau 3 ngày già đi mấy tuổi. À, mình phải trẻ từ trong tâm hồn, xuân đến xuân đi nhưng xuân lòng đẹp tươi hoài. Mới mùa xuân trẻ, qua mấy ngày Tết cái già đi là... Mà cái trẻ này là do cái tinh thần chúng ta bình thản trước hoàn cảnh, chứ không phải có tiền nhiều là trẻ. Thái độ sống làm cho chúng ta trẻ. Các vị hãy nhớ điều đó. Và còn vị sư thì sao? Ông cũng không có gì để nghĩ hết. Ông cũng đâu cầu mong làm quốc sư. Người ta mời ông lên thì ông lên. Phải không nào? Ông nghe chim hót, ông ngắm ánh nắng mặt trời, vui vẻ. Chẳng có chuyện gì ông phải lo lắng, bởi vì ngày nào cũng đã sống tốt. Và cũng không có cầu mong hy vọng gì, bình thản để bước vào trong cung điện. Và quốc vương mang cái đề thi đến cho ba người. Đó là ba người dẫn đến ba cái căn phòng. Mỗi căn phòng có một cái cửa. Trên mỗi cái cửa có một cái ổ khóa. Và cái ổ khóa đó có rất nhiều con số. Mà những con số đó không phải nằm ở trên cái ổ khóa, nó nằm rời bên ngoài. Bây giờ phải kết những con số làm sao mà bấm vào cái ổ khóa mà cánh cửa mở ra được, ổ khóa mở ra được. Đó là cái bài đề thi được đưa ra. Quá nhiều con số chi chít, kết nối làm sao mà mở được cái ổ khóa đó. Rồi đi ra ngoài thì Đức Quốc Vương sẽ đón ở bên ngoài. Ai ra trước trở thành quốc sư. Thế thì bắt đầu nhà toán học lăn ra, đem các pháp tính mà ông đã nghiên cứu cả đời để mà suy luận. Rồi triết gia cũng ngồi suy tính là cái con số nào, số 3 hay số 7. Có người khét thích số 3, có người thích số 1, có người mê số 9, có người thích số 8. Có người nói số 8 là phát tài, có người nói số 8 là gì? Là thất bại. Rồi có người nói số 7 là ngon, tuyệt vời. Có người nói số 7 là thất bại. Tất cả là quan niệm mà thôi. Sư nói thật với các vị như thế. Tất cả là ở mình. Cho nên số 13 cũng là số cát tường, mà 13 người ta cũng nói là số xui, cũng do mình. Đó, cho nên sư nói cứ nắm chắc là mình cứ làm tốt, nghĩ tốt, nói tốt, thì cái tốt nó đến với mình. Ngồi làm chi mà chờ đợi sao nào chiếu mạng, số nào chiếu mạng mình. Các vị có đồng ý vậy không? Đồng ý chứ, khoa học tuổi trẻ. Nói như vậy, chúng ta rất là cẩn trọng trong lời nói, ý nghĩ, việc làm, bắt đầu vào một năm mới cho tốt đẹp. Hai người lăn ra tính, còn ông sư ông ra một cái góc phòng. Ông ngồi bắt đầu, ống lại la, ngồi thiền tiếp. Thấy chưa nào? Giống như sư mới bày các vị ra ngồi niệm Phật vậy đó. Thì hai cái nhà toán học với ông triết gia mới nói, thôi loại một đối thủ rồi. Ông sư là không biết gì rồi. À, không biết tính, biết toán, biết gì hết. Loại một đối thủ. Hai ông này ngồi chật vật, tính toán để nghĩ ra cách kết nối các con số mở ổ khóa. Còn ông sư ra ngồi suy nghĩ. Ông thiền tập tự nhiên nó lóe lên. Tức là sự bình thản nó sẽ ra cái sáng suốt. Còn người mất bình tĩnh là rối loạn. Ông bình tĩnh, ông nói làm thế nào để mở cửa. Còn cái ổ khóa, mình phải ra kỹ, nhìn kỹ coi cái ổ khóa nó liên quan gì tới cái cửa hay không.
Tại cái đề thi là gì? Mở cửa. Rồi cái vấn đề là kết nối các con số là một cái vấn đề khác. Thì ông bước tới cái cửa, ông thấy ổ khóa nằm đó, nhưng nó không dính gì tới cái chốt cửa hết. Ông đẩy ra, ông bước ra, nhìn ông vua. Ông vua ôm ông vào lòng, nhận ông là vị quốc sư số 1. Còn ông toán học, ông triết gia, tính toán, biện luận. Rồi ra, ủa, trời đất ơi, đâu có cần gì tới những cái pháp tính của mình đâu. Thì khi ông này tới ông kia ra, thì ông quốc vương nói, kỳ thi đã kết thúc từ lâu, ông sư đã đi ra, đã tìm ra đáp số từ lâu. Vì sao? Bởi vì trong sự bình tĩnh, thiền tập, trong sự tu tập đó, mọi vấn đề nó sẽ sáng ra. Chúng ta đừng có điên đảo, chạy trong cuộc đời, danh lợi sắc tài. Cái người mà khôn quá đó, chưa chắc đã ngon. Dân gian Việt Nam có câu, lù khù có một cụ độ mạng. Thằng nó hiền lắm sư ơi, à vậy mà nó lại được. Mình khôn quá, người ta phải đề phòng mình. Mình lanh quá, người ta sẽ sợ mình. Chứ để tinh hoa phát tiết ra ngoài như Thúy Kiều, cuộc đời có ra gì đâu. Cho nên cứ từ từ mà nhặt hoa rơi, ở cho có chí hơn người trèo cao. Chúng ta sống bình thản, lạc quan. Người đã tạo phước, phước sẽ đến. Nhưng mà một cái công ty như vậy phải có nội quy, phải có gì? Chỉ tiêu, phải có đề mục để phấn đấu. Mà phấn đấu trên nền tảng đạo đức. Phúc đã có, phúc đức càng tăng. Các anh chị em, nhân viên, cán bộ, nhân viên cũng như vậy. Phải khen anh Thuận thêm một câu nữa. Bên công ty của con á sư, là gì? Thuận gì? Thuận lợi. Là màu xanh. Sư nói, ủa sao màu cam luôn? Thôi sư, bên Kim Oanh cam là sống động lắm rồi, sinh động lắm rồi. Xanh nó cho nó cân bằng lại. Cũng là một chữ cân bằng. Cho một tràng pháo tay. Kim Oanh nói các vị ăn chay một ngày cho nó cân bằng. Sư thì khuyên ăn nhiều hơn cho nó cân bằng. Anh Thuận nói màu cam cũng phải có màu xanh sư ạ. À. Màu cam sống động, yêu thương. Màu xanh sức sống, hy vọng, chan hòa, cân bằng. Vậy là hai vợ chồng bây giờ lãnh đạo công ty đều hướng đến cái cân bằng. Mà cân bằng đó chính là cái then chốt dẫn đến thành công. Không quá vội, không quá sốc, không làm những chuyện đó. Mà chậm chắc đi đến đâu, thành tựu đến đó, trên nền tảng đạo đức, lòng yêu thương và trí tuệ của chính mình và anh chị em toàn công ty. Đừng có giống như cái ông Âu Minh, phải không nào? Khi phát rồi đối xử bạc đãi với gia nhân, thần tài đi mất. Câu chuyện cổ tích mà vẫn rất hay. Cho nên cái chuẩn mực yêu thương, sống hòa hợp, đoàn kết, trí tuệ, sư rất là ngưỡng mộ đối với cái sự lãnh đạo của công ty Kim Oanh. Pháp thoại của sư tuy rất là đơn sơ, nhưng sư đã gửi gắm bằng tất cả tấm lòng. Năm nay đến với Kim Oanh, sư nhắc anh chị em phải đi vào tu tập. Một năm Mậu Tuất sẽ đến, mà bản thân là nhà tu, đây là lần đầu tiên có quá nhiều đám tang trong những ngày xuân mới. Sư nghĩ rằng báo động trước một năm nhiều biến động, nhiều sự thăng trầm, vất vả. Cho nên chúng ta phải có sự tu tập, làm nhiều công đức, tránh xa việc ác, làm các việc lành. Có như vậy, chúng ta sẽ bước vào năm Mậu Tuất thắng lợi, an vui, hạnh phúc, giống như tâm nguyện của toàn ban lãnh đạo và các anh chị em công nhân trong công ty địa ốc Kim Oanh. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc. Thank you.
đầu xuân đành lễ hoan hỷ Phật, phố phước an lành khắp nhân dân, nụ cười hoan hỷ niềm hạnh phúc, dân giàu nước mạnh khắp nhân trần. Ngài là biểu tượng đẹp tinh thần, đẹp nước vui nhà cho muôn dân, ấm no hạnh phúc vui lẽ sống, con mến con thương hoan hỷ Phật, cúi đầu đảnh lễ khắp Phật thân, xin Ngài hoan hỷ như ý phước, hộ cho ba tánh nhiều lộc thọ, tốt đạo đẹp đời khắp thế trần. Nam mô